Mất là có buổi học à? Hay là như thế nào đấy? Cô sẽ bắt đầu dạy khi mà có khoảng trên 50% các bạn có mặt nhá. Còn nếu mà dưới 50% thì cô cho lớp nghỉ. Dạ vâng.
Chúng ta vào lớp nhé. Trước khi vào lớp thì cô sẽ kiểm tra nhanh các bạn xem là các bạn học cái môn này đến đâu và nắm vững được kiến thức như thế nào rồi. Nào Lê Đăng Khoa, có ở đây không? Lê Đăng Khoa. Có. Ừ. Buổi trước học học cái gì em? Còn nhớ không? Không ạ. Không nhớ là đã đang học cái gì à? Còn nhớ buổi trước học nội dung gì không? Rồi. Trần Thành Long. Dạ có em. Ừ. Buổi trước học nội dung gì em? Giao thức human của Để làm gì? dạ em không nhớ cô. Ôi thôi chết rồi, cái lớp này. Ôi, giận dày với cái lớp này quá. Tuần này là các bạn học đến tuần thứ 16 rồi đấy. Cô mới đầu nghĩ là tuần 15 nhưng mà thực ra là tuần 16 là các bạn chỉ còn có một hai tuần nữa. Cố thì tôi sẽ dạy thêm sang đến tuần 18. Còn không thì tôi chỉ dạy đến tuần sau nữa là có thể kết thúc môn học để cho các bạn. Mà đến bây giờ các bạn còn chẳng biết mình học cái gì. Nào, bạn tiếp theo. Hoàng Kim Hải, bởi vì không biết học cái gì thì học tiếp kiến thức để làm gì nhỉ? Tôi cũng không thấy có ý nghĩa gì cả. Em có Ừ. Câu hỏi tôi vừa mới hỏi lúc nãy hai bạn ấy, anh trả lời cho tôi. dạ em không biết ạ. Anh không biết là cái môn này đang học cái gì à? Thế anh trả lời cho tôi là môn học này học về cái gì và anh đã hiểu được đến đâu rồi, hoặc hiểu được những cái gì ở trong môn học này. Em hiểu được cái mã hóa AES và DAS ạ. Mã hóa AES, DAS trường hợp sử dụng để làm gì? Để sử dụng biến bản mã để thành bản rõ thành bản mã để tránh lộ. Ừ, đấy là trường hợp chung. Vậy thì những trường hợp riêng của nó sẽ là gì? Các bạn đang học về thuật toán mà, các bạn đang học về nguyên lý cơ sở toán học để cho cái việc là biến đổi một cái không gian số, thực ra là một không gian thông tin. Số thông tin được biểu diễn dưới dạng số hóa, thông tin được được mã hóa dưới dạng nhị phân. Và biểu diễn một cái không gian thông tin ở dưới dạng nhị phân có nghĩa trở thành nhiễu, tức là thành những cái thông tin mà vô nghĩa với kẻ địch. Thì tất cả những cái thuật toán và những cái cơ sở toán học nào mà có thể áp dụng để thỏa mãn được cái tính chất đó thì đều được gọi là các cái cơ sở của lý thuyết mật mã nói chung. Thế thì trong trường hợp AES và DES thì các bạn từ trước đến giờ cô vẫn nhắc đi nhắc lại là sử dụng cho những trường hợp cụ thể nào? Đặc trưng của mã AES và DES là gì? Nào, Trần Hữu Minh Hoàng. Có. Ừ, trả lời cho cô câu hỏi vừa rồi. Không nhớ rõ lắm. Ờ, thế thế anh học mười mấy tuần đấy, anh học cái gì đấy? Tôi lại quá là dễ dàng với các bạn. Không có không cho bài tập, không cho nhiều bài kiểm tra hoặc là
là làm ít bài tập và để hoàn toàn gần như là để cho các bạn tự lập trình, tự code, và chủ yếu là dạy về lý thuyết là nhiều. Nhưng mà hình như là chẳng chẳng có đọc lại được gì trong đầu cho các bạn thì phải. Đặc trưng là bước mã mã và giải mã đều dùng một khóa. Ừ, mã hóa và giải mã dùng một khóa. Thế thì còn những cái tính chất khác. Tính chất khác như thế nào? Ngoài tính chất là nó là khóa đối xứng, mã khóa đối xứng, đặc trưng của khóa đối xứng đấy là sử dụng chung một khóa bí mật để cho mã hóa và giải mã. Vậy thì còn những tính chất khác của nó? Rồi, không nắm được. Vũ Bá Hùng. Bá Hùng có ở đây không? Ừ, Vũ Bá Hùng vắng. Gọi không thấy trả lời. Bùi Tuấn Anh. Bùi Tuấn Anh. Vũ Tuấn Anh. Có Ừ. Có nhớ cô vừa hỏi gì không? à, em cũng không biết trả lời ạ. Không biết trả lời. Nhớ được. À, em cũng không rõ lắm. Anh đang xem cái gì đấy? Anh vừa học anh vừa xem cái gì đấy? Dạ không, bạn bạn cùng cùng phòng của em cũng đang học online của. Đang học online. Thế bây giờ Vâng. anh không nắm được là cái môn học này học cái gì thì anh thi cái gì? Anh nói cho tôi nghe. Ừ. Bài tập cuối kỳ phân nhóm theo nhóm là anh có nhớ lại anh được phân vào nhóm nào và anh làm cái gì không? Em ở nhóm nhóm 3. Ừ. Anh đang tìm hiểu về cái gì? Em cũng không nhớ. Ôi thôi chết rồi. Mấy anh này chắc là cho nghỉ nghỉ học lại thôi chứ tôi. Alo, cô nghe thấy em à? Nguyễn Đức. Nguyễn Đức Bình. Anh nào đang mở mic thì tắt mic cho cô nhé. Những anh nào mà cô gọi đến tên ấy, những bạn nào mà cô gọi đến tên thì hãy mở mic. Tuấn Anh gọi xong rồi tắt mic đi nhá. Alo, cô nghe thấy em không ạ? Vừa lấy mic em không được ạ. Rồi. Alo ạ. Rồi thế thì anh trả lời đi. Anh có nghe thấy tôi hỏi các bạn từ trước đến giờ, từ lúc đầu giờ đến giờ là hỏi những cái câu hỏi gì không? Anh chọn một trong những câu trả lời, câu hỏi đấy để anh trả lời. Câu hỏi về sự khác nhau giữa DS và AES ạ. Không, tôi chưa hỏi câu đấy bao Câu giờ. trước. Câu hỏi về nguyên lý của AES và DES. Tôi cũng chưa hỏi câu đấy. Thì DES và AES giống nhau là đều là Không, không, tôi đâu có hỏi về phân biệt sự khác nhau và giống nhau đâu. Tôi có hỏi câu đấy đâu. câu hỏi về nguyên lý mà. Tôi cũng không hỏi về nguyên lý.
Hết giờ các bạn xem lại record xem là tôi có hỏi gì về nguyên lý không? Tại là em đang chỉnh bận chỉnh mic ạ, em chỉ nghe thấy bạn bảo là về cô hỏi về đại DS và AES thôi ạ. Ừ, tôi hỏi về DS và AES nhưng mà hai cái câu mà bạn nói thì đều không phải là câu tôi hỏi. Rồi, sang bạn khác, Nguyễn Đức Bình. Bạn Nguyễn Đức Bình thấy vào rồi lại ra rồi. Tôi không gọi nữa. Nguyễn Đức Anh. Dạ có em ạ. Ừ. Cô hỏi nhiều câu nhưng mà em anh nghĩ nhớ là... được câu nào anh trả lời câu đấy. Em trình bày là từ đầu kỳ đến giờ là em hiểu được cái gì. Ừ. Thì theo em hiểu là bộ môn này là giảng dạy để... Làm gì có một bộ, có mỗi một môn mà anh gọi là một bộ. Môn này thì dạy để bọn em hiểu về cách thức hoạt động và cách tạo ra một cái bộ mã hóa hoàn chỉnh. Thì bộ mã hóa hoàn chỉnh thì nó gồm có tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính xác thực với lại tính chống chối bỏ. Thì cái đầu tiên là tính toàn vẹn, tính bảo mật. Thì tính bảo mật thì cô dạy cho được bọn rồi. Em là về anh trả lời thấy được rồi. Thế anh tất cả những cái phần mà anh học là đấy là về phần phần gọi là mục tiêu của môn học đúng không, để anh hiểu được các cái lý thuyết đấy. Thế thì bây giờ anh đã học thêm được những cái gì nữa để đảm bảo được những cái thuật toán nào để đảm bảo được tất cả các môn tính chất đó là sao ạ? Tức là học thêm là sao ạ? Tức là tôi đang hỏi thêm là anh đã học được những thuật toán nào mà để đảm bảo được cả bốn cái tính chất đó. Thì có học về mã dòng và mã khối. Thì cái đấy thì em có hiểu. Rồi tiếp theo là có về phần tag, phần CMAC. Ừ, để làm gì? Thì em hiểu nguyên lý hoạt động của mã dòng và mã khối. Thì mã dòng thì nó đơn giản chỉ là có một cái plain text rồi mình sẽ cốm để tạo ra một cái dãy gọi là dãy giả ngẫu nhiên rồi mình sẽ cho vào bộ so để mình tạo ra cái ciphertext. Thì cái tùy vào những cái tùy vào những cái loại mã như là sa sa hay là cái gì nhỉ, cái gì như thế thì nó sẽ sử dụng extreme trong extreme family. Rồi ok, chắc là anh mới đang dừng ở cái đoạn mã dòng thôi đúng không? Thế còn sang mã khối thì cái câu hỏi đầu tiên của cô ấy là trường hợp sử dụng của mã khối là gì? Và các tính chất của mật mã khối. Trường hợp sử dụng của mã khối thì để là cho nó bảo mật hơn mã dòng, bởi vì mã dòng nó dễ bị hack. Ai bảo thế? Phát biểu linh tinh. Chứ em nghĩ là mã khối là nó sẽ chia cái plain text ra thành từng khối để cho nó mã hóa, để sử dụng cho chuyển gói gì ở đây? Anh Đức Anh ok. Đồng Văn Duy. Dạ em nghe ạ. Ừ. Nào anh thử gọi là liệt kê lại tất toàn bộ cái phần mà cô đã dạy từ đầu cho đến tuần thứ 10, bây giờ sẽ là tuần thứ 16 rồi. Là anh nắm được những cái phần nào và kiến thức mà anh có được ở trong cái môn học này là gì? Đã. Từ đầu kỳ đến giờ là cô dạy về các loại mã khối á. Và mã khối đối xứng như là giờ C4 lẫn sang sa 20 và mã hóa DES và AES ạ.
Trời ơi, sinh viên gọi là xuất sắc nhất trong lớp của tôi mà trả lời như thế. RC4 mà là mã khối à? À, không ạ. Mà giờ RC4 là mã cũng đối xứng ạ. Mã dòng đối đúng mã dòng nữa. Thế anh có so sánh, anh có phân biệt được mã dòng và mã khối khác nhau chỗ nào không? Mã dòng và mã khối nhá. Giờ sách giờ kinh quá. Mã dòng và mã khối khác nhau ở chỗ nào? Nguyễn Thị Hương trả lời cho cô. Dạ em thưa cô, là mã khối thì người ta sẽ phân thành từng khối rồi sau đấy mã hóa, còn mã dòng thì mã hóa theo từng bit ạ. Không phải theo từng bit mà theo từng digit, tùy theo từng loại mã dòng một. RC4 thì nó sẽ XOR với từng bit. Nhưng mà đối với lại các loại mã khác thì nó có thể XOR với từng digit, có thể là số hexa hoặc là có thể là một chuỗi hexa. Hoặc là nó sẽ là một số thông thường thôi, một số dưới dạng thập phân thôi. Ừ, ngoài cái tính chất đấy còn tính chất gì khác nữa không? Về cái cơ sở toán học mà xây dựng mã dòng và mã khối ấy. Thưa cô, phần này em quên rồi. Huyền, Đinh Thị Huyền. Thưa cô, là ở khóa ở trong mã dòng thì nó sử dụng cái chuỗi giá ngẫu nhiên, còn ở trong khối thì nó sử dụng một cái khóa bảo mật ban đầu có sẵn ạ. Cũng đấy cũng là tính chất khác nhau. Ví dụ như là mã dòng thì nó sẽ dựa trên một cái hàm hoặc là một cái thuật toán gọi là hiệu quả nào đấy để nó sinh ra một chuỗi giả ngẫu nhiên dựa trên một cái hạt mầm. Cái hạt mầm đấy là nó gọi là khóa ban đầu. Và cái hạt mầm đấy cũng sẽ là một số ngẫu nhiên, một số ngẫu nhiên, một số giả ngẫu nhiên. Còn đối với mã khối thì khóa nó là một cái giá trị khóa mật và nó sẽ tương ứng với một hàng số. Cái hằng số đấy nó được quy định với một cái chiều dài cố định thì cũng được coi là sự khác nhau. Còn sự khác nhau gì nữa? Em nghĩ là mã dòng thì nó chia ra thành các khối để mã hóa. Mã dòng á? À nhầm, mã khối ạ. Ừ. Còn mã dòng thì chỉ dùng cái XOR để mã hóa thôi ạ. Thế nó sẽ, đặc trưng của nó sẽ là gì? Như vậy mã dòng yêu cầu là gì? Là cái key generator ấy, tức là cái chuỗi PRG của các bạn. Chiều dài của nó sẽ phải luôn luôn lớn hơn chiều dài của bản tin. Là cái yêu cầu tiên quyết. Còn đối với lại mã khối thì nó sẽ chia các cái khối thành các cái chiều dài cố định, khối đầu vào thành các chiều dài cố định. Và cái chiều dài khóa ấy, thì nó sẽ quy định, quy ước theo từng loại mã khối khác nhau và nó không phụ thuộc vào chiều dài của, không phụ thuộc vào chiều dài của bản tin. Và đặc trưng của mã dòng và mã khối khi về mặt toán học ấy, thì mã dòng được xây dựng trên cơ sở lý thuyết của một cái hệ mà tạo ra một cái chuỗi số giả ngẫu nhiên, nó gọi là PRG. Còn đối với mã khối ý, thì nó sẽ xây dựng trên các cái hàm về lý thuyết hàm giả ngẫu nhiên hoặc là các cái hoán vị giả ngẫu nhiên. Đấy là hai cái đặc trưng cơ bản của mã dòng và mã khối về mặt cơ sở và về mặt lý thuyết toán học. Còn nói về độ bảo mật của cái nào hơn cái nào thì cũng không thể khẳng định được là PRG SecQ và PRF hoặc là PRP SecQ
thì cái nào nó tốt hơn, nó tùy theo từng trường hợp tấn công một. Nói về độ hiệu quả thì cái khả năng mà ứng dụng và cái hiệu suất để tạo mã của mã dòng thì nó sẽ nhanh hơn và nó tốt hơn so với lại mã khối. Tùy theo từng trường hợp sử dụng. Tuy nhiên là ví dụ như trong những cái trường hợp mà các bạn cần real time, thời gian mã hóa, các bạn có thể truyền đi các cái bit, truyền đi các cái chuỗi như kiểu là video streaming chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng mã dòng. Còn những trường hợp mà các bạn có thể là lưu sao lưu dữ liệu, hoặc là các bạn truyền dưới dạng các cái gói tin truyền mà cái tính về real time của nó không cao, thì các bạn có thể sử dụng trong trường hợp là mã khối. Nó chấp nhận một cái độ trễ nhất định nào đấy thì các bạn có thể là sử dụng mã khối để các bạn thực hiện cái phần mã nguồn cho các gói tin này. Đấy là các trường hợp sử dụng. Ok rồi. Trần Anh Quân. Dạ có ạ. Buổi trước học cái gì? Em buổi trước không online. Không xem lại. Hầu hết là các bạn không học thì các bạn cũng luôn luôn ghi cho tôi một lời hứa ở trong tin nhắn. Ngày xưa thì còn viết giấy, viết tay hoặc là còn email các kiểu, luôn ghi một lời hứa trong tin nhắn là em hứa sẽ xem lại bài giảng, video của bài giảng mà anh còn chẳng xem lại, đúng không? Nguyễn Thị Nga. Có. Buổi trước học gì? Buổi trước em không học. Rồi, buổi trước không học. Nguyễn Minh Hiếu. Dạ có ạ. Câu hỏi tương tự bạn trước, trả lời đi. Dạ, thưa cô là buổi trước học có giao thức Hellman ạ. Hellman đấy để làm gì? Dạ. Nguyễn Như Đạt. Trước học các cơ chế trao đổi khóa. Cơ chế trao đổi khóa bao gồm có hai cơ chế và một cơ chế Diffie-Hellman của public key. Chưa nói gì đến public key cả. Có hai cơ chế, những cơ chế như thế nào, trao đổi khóa dựa trên những cái cơ sở nào? Một cơ chế đầu là có một KDC, tức là Key Distribution Center, sử dụng Section Key và Master Key để trao đổi khóa. Cơ chế thứ hai là không cần KDC. Ok, rồi. Pass. Lê Đức An. Em có ạ. Nguyên lý tạo ra Diffie-Hellman là gì? Nguyên lý tạo khóa chung của Diffie-Hellman là gì? Buổi trước em chưa học. Chưa học. Nguyễn Thanh Thủy. Nguyễn Thanh Thủy đâu nhở? Đỗ Vương Lộc. Dạ có ạ. Câu hỏi tương tự như của bạn An. Em có cô về giao thức Diffie-Hellman thì nó sẽ thiết lập một khóa chung cho hai bên để mã hóa dữ liệu. Mà hai bên sẽ không cần phải thỏa thuận trước. Thì khóa sẽ được tạo ra để mã hóa dữ liệu với phương pháp mã hóa khóa đối xứng. Nghe nó có vẻ trúc chắc phết nhỉ? Mã hóa dữ liệu với phương pháp mã đối xứng á? Bạn thử nói rõ hơn xem nào. Thế nào được gọi là trao đổi khóa không cần thỏa thuận trước? Bạn vừa nói. Nó sẽ
sử dụng trên một kênh truyền công cộng chung thì hai bên sẽ biết, sẽ qua khóa riêng và sau đó thì sẽ dùng một khóa chung để cái khóa chung này được tạo ra như thế nào? Về chi tiết thuật toán thì em không nhớ nữa. Không nhớ. Trường An. Đã có. Câu hỏi là câu hỏi cuối, hỏi bạn Lộc. Em nói cô là nguyên lý là hai bên sẽ thỏa thuận sử dụng chung một nhóm sách có link hữu hạn G và một phần tử sinh G của G lớn. Và cái phần tử sinh G nhỏ đấy công khai với mọi người, kể cả kẻ tấn công. Và bên gửi sẽ chọn một số tự nhiên ngẫu nhiên là A và gửi G nhỏ mũ A mod P cho bên nhận. Và bên nhận sẽ chọn một số tự nhiên ngẫu nhiên là B và gửi G nhỏ mũ B mod P cho bên gửi. Và bên gửi sẽ tính G mũ B tất cả mũ A mod P. Bên nhận sẽ tính G mũ A B tất cả mod P. Thì giá trị G mũ B tất cả mũ A và G mũ A tất cả mũ B là bằng nhau. Nên cả bên gửi bên nhận đều tính được giá trị G mũ AB và có thể sử dụng nó cho khóa bí mật chung. Rồi ok. Một anh trả lời đúng rồi nên là tôi sẽ kết thúc cái phần hỏi điểm danh ở đây. Tôi cũng đang không thể hiểu được là các bạn học môn khác thì thế nào? Có tình trạng chung giống như môn này như này không? Đang còn mơ hồ đến tuần thứ 16 rồi mình chẳng hiểu mình học cái gì. Tôi sẽ không nhắc lại về nguyên lý về trao đổi khóa hay thỏa thuận khóa nữa vì buổi trước cô dạy khá là kỹ, quá kỹ rồi. Và nhắc lại một lần nữa là trường hợp sử dụng đối với các mã khối ấy, là sử dụng để cho mã hóa dữ liệu, mã hóa các gói tin, mã hóa các phân vùng nhớ trong ổ cứng sử dụng và với kích thước dữ liệu lớn. Tuy nhiên là đối với mã khối thì nhược điểm đấy là bên nhận và bên gửi phải có sở hữu chung một khóa. Và các bạn thấy cái phần phân tích trước của cô ấy là trong trường hợp mà có hai người trong một hệ thống thông truyền thông thì đơn giản mỗi người giữ một giá trị khóa. Tuy nhiên là trong thực tế thì ví dụ như các bạn sử dụng một cái mạng xã hội chẳng hạn, các kết nối của nó không dừng lại chỉ có hai người, nó hàng triệu user kết nối cùng trong một hệ thống. Vậy thì làm thế nào để có thể chuyển đổi giữa các user với nhau và nó là các thông tin bảo mật giữa các user? Nếu như mà thôi theo các phương thức mà lưu trữ khóa truyền thống thông thường thì nếu như có 1 triệu user thì sẽ phải lưu giữ 1 triệu khóa riêng của từng cặp một, đúng không? Như vậy thì nó sẽ không hiệu quả và nó rất là tốn không gian nhớ. Vậy thì nó sẽ phải sinh ra những cái phương thức thỏa thuận khóa và tất nhiên là các bạn sẽ thấy là điều kiện để bảo mật của một hệ mật mã đấy là một hệ mật mã phải công khai về thuật toán nhưng mà bí mật về khóa. Vậy thì bí mật bằng cách nào? Bí mật bằng cách là các bạn cho khóa vào trong một cái phòng về mặt vật lý ấy, khép kín, khóa lại và chỉ một người giữ một cái chìa master key to thôi. Và khi nào sử dụng các cái khóa trong các cái phiên giao dịch thì các bạn mở cái người quản lý cái khóa to đấy, mở cái phòng đấy ra và bắt đầu là đẩy các cái khóa con ra ngoài, ví dụ như vậy. Đấy là một cách hình tượng, đúng không? Và nó sẽ tạo ra thành các cái phân lớp khóa khác nhau. Và điều kiện là bí mật về khóa, chính vì thế mà khóa sẽ phải thay đổi giá trị, chứ không thể nào mà các bạn sử dụng một giá trị khóa mãi mãi được. Bởi vì một cái giá trị khóa mãi mãi cho dù chiều dài của nó dài đi thế nào đi chăng nữa thì đến một ngày đẹp trời nào đấy nó vẫn có thể bị một cái lượt tấn công nào đấy có thể phá vỡ và có thể khai phá được cái khóa giá trị khóa đó. Chính vì thế mà nó sẽ phải thay đổi luân phiên và thay đổi tuần tự với nhau nên nó mới sinh ra khóa phiên. Và nếu như mà sinh ra khóa phiên thì cái không gian nhớ về khóa nó sẽ tăng gấp n lần. N khóa phiên mà. Như vậy là nếu mà không gian khóa bình thường của các bạn là K thì nó sẽ phải thành K mũ N. Rất là lớn. Và nếu như không có một cái cơ chế nào sinh khóa một cách tự động
và thỏa thuận khóa và trao đổi khóa tự động giữa các bên nhận và bên gửi ấy, thì chắc chắn là hệ thống truyền tin này không thể nào mà thực hiện được các thuật toán bảo mật. Vậy thì một trong những cái thuật toán bảo mật sơ khai ban đầu ấy, đó là chính là giao thức Diffie-Hellman, để có thể loại bỏ đi cái trung tâm về phân phối khóa, một cái bên xác thực thứ ba, nó gọi là bên xác thực thứ ba tin cậy. Và hai bên Alice và Bob chỉ cần là thỏa thuận với nhau được. Tuy nhiên là nói bỏ đi thì cũng không phải, đúng không? Bởi vì nó vẫn phải có những cái cài đặt ngầm cho về những cái giá trị số cố định. Ví dụ như là các bạn nhìn thấy là quy ước của giao thức Diffie-Hellman là gì? Là các bạn sẽ phải chọn cố định một số nguyên tố lớn P và cả A và P, cả A và B, Alice và Bob đều phải giữ cái giá trị số nguyên tố lớn này cùng nhau. Đúng ạ? Như vậy đây là một cái giá trị cài đặt mặc định chung cho một cái giao thức. Thì nó vẫn là giá trị chung mà, đúng không? Tất nhiên là những cái giá trị này bên địch biết thì cũng chẳng vấn đề gì. Thứ hai nữa là phải thỏa thuận được một số G, nó gọi là một cái căn nguyên nguyên thủy cho một cái hệ cyclic, một nhóm cyclic này. Vậy thì khi mà sinh khóa ấy, khi mà sinh khóa chung thì bên A và bên B sẽ thực hiện các phép tính, các phép toán, và các phép toán này nó sẽ phải có sự thống nhất và đồng nhất với nhau. Và phép toán này nó dựa trên một cái hàm, nó gọi là hàm logarit rời rạc. Khi mà lựa chọn được giá trị ngẫu nhiên, giá trị nguyên tố P và giá trị G này, thì A và B, Alice và Bob sẽ lưu trữ trong cái hệ thống về giá trị chung của nó, đúng không ạ? Cái bút của cô nó đang không đồng bộ được với máy tính. Và giá trị A và A sẽ chọn một cái ngẫu nhiên, một cái giá trị ngẫu nhiên A này ở trong cái nhóm từ 1 cho đến P-1. Và Bob này cũng sẽ chọn một giá trị ngẫu nhiên B trong nhóm từ 1 cho đến P-1. Như vậy thì thay vì là Bob giữ chìa khóa của Alice và Alice giữ chìa khóa của Bob, thì hai bạn này sẽ tự sinh cho mình một cái số bí mật. A và B này được gọi là các số bí mật. Vậy thì các số bí mật này nó sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai, và nó cũng sẽ không tiết lộ cho những kẻ tấn công ở phía bên ngoài. Và nó được lưu trữ giữ là giống như là một cái khóa nội bộ, một cái khóa bí mật nội bộ trong cái hệ thống lưu trữ thông tin của Alice và Bob. Vậy thì cái quá trình mà trao đổi khóa và sinh cái khóa chung giữa cái giao thức của cái giao thức Diffie-Hellman này là dùng để sinh khóa chung. Khóa chung bí mật. Nhớ là có chữ bí mật nữa. Đúng không ạ? Và A và B này là các khóa riêng của Bob và Alice và không chia sẻ cho bất kỳ ai. Vậy thì cái quá trình sinh khóa chung như thế nào? Thứ nhất là Alice và Bob thỏa thuận một công thức tính toán đồng nhất với nhau bằng một cái phép tính như thế này. Là khi mà Bob gửi cho Alice, đúng không? À xin lỗi, Alice gửi cho Bob thì Alice sẽ gửi đi số A. Và cái số A này sẽ bằng G mũ A mốt B mốt P. Mốt P, G và P là hai giá trị được cài đặt sẵn ở trong hệ thống và được thỏa thuận trước đó khi mà sử dụng cái giao thức phân phối khóa này. Còn Bob sẽ gửi cho Alice là một giá trị B, sẽ bằng G mũ B mốt P. B bằng, đúng không ạ, gửi đi mà. Vậy thì cái khóa chung nó sẽ được sinh ra bằng cách nào? Là khi mà Bob nhận được G mũ A mũ mốt P, đúng không ạ, thì Bob sẽ thực hiện một cái phép toán, thêm một phép toán nữa là mũ cái này lên và mốt P nữa, đúng không? Và theo công thức phân phối giao hoán trong cái trường Galois, đúng không ạ, và với cái số này là một số nguyên tố, thì nó sẽ biến đổi ra là bằng là G A B mốt P, đúng không? Ra một cái giá trị như thế này. Tương tự như thế thì Alice cũng sẽ tính toán là lấy B mũ A mốt P. Thì nó cũng sẽ ra được một giá trị chung là G A B mốt P. Như vậy là hai bên là Alice và Bob đều tính ra được một cái giá trị chung. Mặc dù là Alice không hề biết giá trị B này là gì và Bob cũng sẽ không hề biết cái giá trị A này là gì. Nhưng mà tính ra được một cái giá trị chung cho cả hai bên
và Alice và Bob sẽ lấy cái khóa này là sẽ là khóa chung để sử dụng cho các cái thuật toán mã dữ liệu, mã hóa dữ liệu. Đấy là giao thức sơ khai ban đầu. Tuy nhiên là các bạn sẽ thấy có nhược điểm gì không ạ? Nhìn thì có vẻ rất là đơn giản và dễ thực hiện đúng không? Các bạn có thấy những nhược điểm gì không? Và thấy rằng là khi mà kẻ tấn công hoặc là nghe lén nhận được cái giá trị là KAB. Nhận được cái giá trị KAB này trên đường truyền. Đúng không? À xin lỗi. Nhận được là B hoặc A. Nhận được B hoặc A. Đúng không ạ? Thì không có khả năng nào mà nó có thể khôi phục được KAB bởi vì nó không hề biết giá trị A hoặc là không hề biết giá trị B nhỏ này, A nhỏ và B nhỏ này. Thì nó sẽ không thể nào mà nó nhận biết được KAB. Hoặc một trường hợp nữa là gì? Là trong quá trình mà Alice và Bob sử dụng KAB để mã hóa dữ liệu thì có một cái kẻ tấn công ở phía bên trong nào đấy, nó có thể dự đoán được giá trị của KAB. Tuy nhiên là để khôi phục được AB, khôi phục được A và B, tức là tìm cái khóa riêng của A và B này, sẽ vấp phải một cái bài toán rất là khó. Đấy chính là đi tìm khôi phục được, giải được cái bài toán về logarit rời rạc. Đúng không ạ? Tức là các bạn có một cái bài toán logarit rời rạc và các bạn có x bằng g mũ y mod p, đúng không? Và khi mà các bạn có x, khi biết x, biết g và biết b, và các bạn sẽ phải đi giải toán, bài toán là đi tìm y, thì đây sẽ là một cái bài toán về logarit rời rạc. Và nếu như mà đánh giá về độ phức tạp thuật toán ấy, thì sẽ phải chạy trong cái thời gian là e là cái số pi ấy, mũ k này, k được tính theo cái công thức này, đúng không ạ? Thì đây sẽ là một cái gọi là thời gian mà và tính vào độ khó, nó sẽ là NP khó. Và các bạn có thể tra cái từ khóa tiếng Anh là NPH này. NP khó. Và nếu như mà tính cái thời gian để chạy máy tính thông thường để khôi phục lại được cái giá trị y này thì nó sẽ không thể thực hiện được trong thời gian đa thức. Chính vì thế mà nó vẫn đảm bảo được cái quá trình là không thể khôi phục được về các khóa bí mật giữa Alice và Bob, thì nó sẽ không có khả năng để phá cái hệ mã này để tìm ra khóa chung. Đấy là nguyên lý. Vậy thì một cái phần nữa mà các bạn có thể học, một cái không phải là một phần nữa mà là một cái giải pháp nữa để các bạn có thể trao đổi khóa, đấy chính là sử dụng mật mã khóa công khai để trao đổi khóa. Đúng không? Giao thức Diffie-Hellman nó chính là cái cơ sở ban đầu cho xây dựng về mật mã khóa công khai. Đúng không? Vậy thì mật mã khóa công khai này nó sẽ, cái nguyên lý nó sẽ là như thế nào? Nguyên lý là gì? Là mật mã khóa công khai sẽ là một bộ ba thuật toán G, E và D. Trong đấy G ấy là một cái thuật toán ngẫu nhiên để tạo ra cái cặp khóa, cặp cái PK này này. Trong cái slide này thì nó đang ký hiệu là khóa công khai, public key. Công khai. Còn cái SK này là secret key, là khóa bí mật. Hay còn gọi là private key, là khóa riêng ấy. Khóa riêng là giống như giá trị A và B của cái giao thức Diffie-Hellman ấy. Vậy thì mật mã khóa công khai này nó còn được gọi là mật mã bất đối xứng. Thế nào gọi là bất đối xứng? Bởi vì là có thể sử dụng khóa cho E, khóa công khai để cho hàm mã hóa, và sử dụng khóa bí mật cho hàm giải mã, hoặc ngược lại là sử dụng khóa bí mật cho mã hóa và sử dụng khóa công khai cho giải mã.
ngược lại, và cái cặp khóa này nó gọi là một cặp khóa đối ngẫu. Đây là một cặp khóa đối ngẫu. Đối ngẫu. Đấy là cái trường hợp thứ nhất, đấy là hàm thứ nhất, đấy là hàm G để sinh ra P, PK và SK. Vậy thì PK và SK nó cũng sẽ phải thỏa mãn một cái nguyên tắc và một cái cơ sở toán học nào đấy, đúng không? Rồi tiếp theo nữa là một hàm E. Hàm E nó sẽ là một cái thuật toán ngẫu nhiên. Và để làm gì? Để nó chuyển đổi giá trị đầu vào là M dựa trên cái giá trị khóa PK. Trong trường hợp này là đang sử dụng là PK là public key để mã hóa. Còn trường hợp mà sử dụng public key để giải mã thì cô sẽ nói sau về nó là trường hợp cho trường hợp chữ ký số. Mã hóa công khai thì nó sẽ sử dụng public key để mã hóa. Và nó sẽ tạo ra C. Tạo ra C biến đổi M thành C bằng khóa công khai PK. Và cái hàm thứ hai là một thuật toán xác định, là một thuật toán để giải mã. Giải mã thì nó sẽ phải biến, nguyên tắc là nó sẽ phải biến đổi C thành M bằng khóa bí mật. Ngoài ra thì cái hàm D này này, nó sẽ phải thêm một cái tính chất nữa khác so với lại hàm mã hóa khối, mã khối và mã đối xứng là gì? Nó sẽ tạo ra một cái toán tử, nó gọi là up stack của toán tử này. Đây là một cái toán tử logic, và cái toán tử này nó sẽ trả về trong cái việc là gọi là để cho cái kiểm định ý. Để kiểm định tính đúng sai, nó gọi là phone sum, trả về một cái kiểm định. Kiểm định này là gì? Là nếu như cái bên nhận ý, bên gửi ý, xin lỗi, nếu như bên gửi mà không sử dụng cái PK là được sinh ra từ cái hàm G này thì nó sẽ trả về false, tức là cái PK này là không đúng và không phải là một cái cặp khóa PK và SK đi với nhau. Hoặc là cái giá trị M này nó không toàn vẹn, đúng không? Như vậy thì nó sẽ mang lại hai lợi ích. Lợi ích thứ nhất là nó đảm bảo về tính bí mật của dữ liệu, đấy chính là tính bí mật của bản tin mà nó cần mã hóa. Và lợi ích thứ hai là nó có thể kiểm định được là cái tính toàn vẹn của thông tin hoặc là tính toàn vẹn của cái cặp khóa này, PK và SK này có bị giả mạo hay không. Giả sử như nó sẽ bị một cái eavesdropper nào đấy, đúng không ạ? Giả mạo một cái PK phẩy. PK phẩy này không được sinh ra từ G ban đầu thì rõ ràng là nó sẽ không thể nào nó kiểm định được là cái giá trị M nó khôi phục là một giá trị đúng. Đúng không ạ? Và nó sẽ giải mã sai, và cái SK này nó không thể giải mã được. Khi mà sử dụng SK thì không thể giải mã được. Chính vì thế mà nó có tính kiểm định nữa, nó gọi là có tính xác thực nữa. Thì đấy là một trong những cái ưu thế của mật mã khóa công khai là như vậy. Vậy thì nếu như sử dụng trong mật mã khóa công khai ấy, sử dụng mật mã khóa công khai thì cái thao tác hoặc là cái phần giải mã và mã hóa của bên nhận và bên gửi sẽ thực hiện như thế nào? Giả sử như các bạn sẽ thấy là trong trường hợp này là trường hợp sử dụng của một cái thuật toán gọi là thuật toán RSA, cứ tự gọi là tên gọi đi, còn cái phần lý thuyết và nguyên lý toán học thì chúng ta sẽ học sau đấy. Nó sẽ được sinh như thế nào? Là trong một cái kênh truyền mà có rất là nhiều bên tham gia, thì một bạn là Alice này, một bạn là Tess này, rồi một bạn là Mike, rồi một bạn là Joyce, đúng không ạ? Và những người này ấy, là khi mà họ muốn tham gia kênh truyền thì lúc nào họ cũng sẽ phải tự có một cái cặp khóa về PK và SK riêng của họ. PK và SK riêng của họ. Và tất cả những cái PK ấy thì sẽ được public cho tất cả mọi người còn lại. PK tức là gì? Là Joy có PK của Joy, Mai có PK của Mai, Alice có PK của Alice và Ted có Alice, Tess có PK của Tess. Và những bên này nó sẽ biết được PK của nhau.
Ví dụ như là Alice mà muốn gửi một cái bản tin nào đấy cho Joy chẳng hạn. Thì Alice sẽ phải gửi đi một cái public key của Alice cho Joy. Và khi mà Joy nhận được public key của Alice ý, thì Joy sẽ sử dụng cái public key này để mã một cái bản tin nào đó. Đúng không ạ? Đây là public key. Trong này nó có thể ký hiệu là PU này, là public key. Public key hoặc là PK là hai ký hiệu tương đương, cũng là public key. Hai ký hiệu tương đương, đúng không ạ? Vậy thì khi mà Alice nhận được cái bản tin từ Joy này thì Alice sẽ lấy cái khóa riêng của Alice, chính là secret key, khóa riêng của Alice, để tìm ra cái bản tin mà được mã hóa từ Joy này. Thế thì câu hỏi ngược lại là gì? Là trong trường hợp Alice muốn gửi bản tin cho Joy thì Alice sẽ phải có cái gì và gửi như thế nào? Alice phải có public key của Joy và sao? Nhà Alice phải gửi public key của Alice cho Joy ạ. Ừ. Rồi sau đấy Alice sẽ sử dụng public key của Joy để mã hóa bản tin của Alice muốn gửi cho Joy, và Joy sẽ sử dụng private key của Joy để giải mã, đúng không? Như vậy là đây là trong trường hợp mà sử dụng public key để cho trường hợp là mã hóa với lại public key, đúng không ạ? Còn trường hợp thứ hai đấy là mã hóa với private key. Mã hóa với private key thì là như thế nào? Là đây là trường hợp là both Alice, đây là trường hợp đây cô lấy đang lấy là Joy, đúng không? Còn đây là both và Alice, đúng không ạ? Thì khi mà Bob muốn truyền bản tin cho Alice, đúng không? Thì Bob có thể sử dụng private key của Bob để mã hóa, cho vào cái hàm E để mã hóa. E này có thể là DES, AES hoặc là một cái stream cipher nào đấy, đúng không? Và khi mà sang đến Alice thì Alice sẽ sử dụng cái gì để giải mã bản tin của Bob? Sử dụng public key của Bob để giải mã. Đúng rồi. Thế thì lúc này Alice sẽ sử dụng public key của Bob để giải mã, đúng không? Và làm thế nào để Alice biết được public key của Bob? Thì Bob buộc sẽ phải broadcast hết cho tất cả các bên tham gia. Ví dụ như là Mike này, rồi Joy này, rồi Alice này, là broadcast public key của mình, public key B này của mình cho tất cả mọi người tham gia. Và ngược lại là nếu như Alice muốn được chuyển bản tin cho Bob thì lúc này ấy là Alice sẽ phải mã hóa bằng public key của Bob, và Bob sẽ giải mã bằng private key của gì? Của mình. Còn nếu như mà Bob chuyển bản tin cho Alice mà muốn sử dụng cái bộ khóa của mình thì Bob sẽ mã hóa bằng public key của private key của Bob và bảo Alice là dùng cái public key của mình để giải mã. Hoặc là Bob có private key của Alice như trong trường hợp này, đúng không? Thì có thể đây hai trường hợp, một trường hợp là sử dụng là public key thì Bob sẽ phải lấy public key của Alice giống như Joy này, đúng không ạ? Để gửi cho Alice. Như vậy đây là trường hợp thứ nhất, đúng không? Trường hợp thứ hai giống như Joy là E nó sẽ bằng là E của gì? Của R P P P U của Alice, đúng không ạ? Của X, đúng không? Gửi đi. Hoặc là PR của Bob gửi đi. Các bạn phân biệt được hai trường hợp không? Cả lớp có phân biệt được không ạ? Phân biệt là public key, đúng không, của tất cả các bên tham gia, mỗi một bên sẽ sở hữu một cặp khóa, mỗi một bên sẽ sở hữu một cặp khóa là private key và public key, và các giá trị
key thì sẽ phải broadcast hết cho các bên tham gia. Ví dụ như ở đây là có user 1 này, user 1, rồi user 2, user 3 và user n. Thì tất cả các bên tham gia đều giữ được cái public key của người còn lại. Ví dụ user n này, họ sẽ có public key của user 1, PU2 chấm chấm đến PUN-1. Đúng không? Và khi mà nó muốn nói chuyện với user 1 thì nó sẽ lấy public key của user 1 để nó mã hóa và nó chuyển cho user 1. Còn trong trường hợp là user 1 muốn, hoặc là nó lấy private key của nó để nó mã hóa, đúng không? Và user 1 sử dụng public key của user N này để giải mã. Đúng không ạ? Vậy thì một câu hỏi đặt ra là mỗi một user đều phải tự chọn cho mình một cặp khóa PK và SK này và broadcast cho tất cả các user còn lại cái giá trị public key của mình và phải làm cho các user còn lại tin rằng cái PK này là PK của tôi chứ không phải là PK của người khác. Đúng không? Giả sử như một cái bên, một cái if nào đấy là một cái kẻ tấn công. Nó đang muốn nghe lén hoặc là nó muốn đang tham gia vào kênh truyền với lại các cái community và communication giữa các user này. Đúng không ạ? Và nó cũng tự nó tạo ra một cái bộ khóa là PUE và PRE. Sau đấy là nó broadcast hết cho tất cả các bên này. Và các bên này có được cái PUE này, IV này, nó có thể là giả mạo user 3 chẳng hạn, đúng không? Và nó sẽ broadcast cái khóa của nó và user 1 này tưởng là user 3. Thì nó sẽ đi mã hóa cái gói tin để gửi cho IV và IV nó có cái PE này của nó để nó giải mã và nó đọc được bản tin. Đúng không? Vậy thì một câu hỏi đặt ra là làm thế nào để cái cặp khóa này, đúng không, được xác thực rằng là đây là cặp khóa của tôi mà không phải là cặp khóa của người khác. Các bạn đã nghe đến câu chuyện đấy chưa? Chưa nói đến về phần dữ liệu, đúng không ạ? Chưa nói về phần dữ liệu rằng là dữ liệu này là của tôi, không phải là dữ liệu của người khác. Thế bây giờ là trong một cái ngữ cảnh, trong cái việc là các bạn đang đi thực hiện về quá trình trao đổi khóa, đúng không? Và các bạn thực hiện một cái hệ mã khóa bất đối xứng và mỗi một user trong hệ mã này đều phải có một cặp khóa riêng của mình, cặp khóa riêng bao gồm là public key và secret key. Và riêng public key thì được broadcast hết cho tất cả những cái bên tham gia. Và làm thế nào để cái người broadcast đấy minh chứng được đây là khóa riêng của tôi chứ không phải là khóa riêng của người khác. Ừ, câu hỏi đấy để sang cái phần về digital signature các bạn có thể trả lời được. Rồi, cô đang phân tích về nguyên lý về gọi là của thuật toán mã công khai, mã bất đối xứng, đúng không ạ? Mã bất đối xứng. Như vậy câu hỏi đặt ra là cái mã bất đối xứng này được áp dụng cho quá trình truyền chia sẻ khóa như thế nào? Được áp dụng cho cái quá trình chia sẻ khóa như thế nào? Thay vì là cái giá trị x này, nó là bản tin, đúng không? Thì x này nó có thể là một cái share key, một cái khóa chung, đúng không ạ? Là bên A và bên B, đúng không? Bên A và bên B. Thì khi mà thỏa thuận khóa chung với nhau, đúng không? Chúng ta không dùng Diffie-Hellman nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng một cái thuật toán public key nào đó. Và bên B này, đúng không ạ? Thì nó sẽ có cái PR của B và PU của B, tức là một cặp khóa bí mật và khóa công khai của B. Bên A này cũng vậy, là sẽ có PU của A
và PU của gì? Của PR của A, public key của A và public key của B. Như vậy thì tùy theo cái việc thỏa thuận là tôi sẽ sử dụng public key để tôi mã hóa hay là tôi sử dụng private key để mã hóa. Trong trường hợp này là bên A và bên B thỏa thuận khóa chung với nhau, thì bên B là đang broadcast cái public key cho A, và A có thể là không nhất thiết là phải broadcast public key cho B nếu mà thông tin hai chiều. Tôi chỉ chọn một trong hai trường hợp. Vậy thì cái nguồn sinh khóa chính là G này này, đúng không ạ? Là sẽ broadcast toàn bộ public key của B này cho những cái user xung quanh. Và user đấy sẽ sử dụng cái public key này để mã hóa X. Vậy thì X lúc này nó không phải là secret message nữa, mà nó sẽ là secret key, là một cái khóa chung. Và sang phía bên B thì nó sẽ tìm X bằng cách nào? Nó sẽ chạy thuật toán giải mã D, đúng không? E và D là trong cái tổ hợp của một cái hệ thống mã công khai mà, để tìm ra X và sử dụng cái khóa riêng của nó để tìm ra X, đúng không? Và ai cũng có thể thỏa thuận khóa với B khi mà có được public key của B. Ví dụ như là một cái bạn C nào đấy, đúng không? Vậy thì cái nguồn này nó tiếp tục nó broadcast C này cho UB này cho C, và C này có thể thỏa thuận một cái X phẩy nào đấy cho B bằng chạy một cái thuật toán Y phẩy bằng E PUB X phẩy, và bên này sẽ tự khôi phục cái X phẩy tương tự, và đến các user còn lại BC EZ nào đấy cũng tương tự như vậy, đối với làm các cái thao tác tương tự giống như là nguồn A hoặc là nguồn C. Hoặc ngược lại là nếu như nguồn B này, đúng không, muốn thỏa thuận khóa với lại nguồn A và nguồn A và nó không có public key của A, thì nó có thể sử dụng cái private key của nó để nó mã hóa cái khóa, và bên này nó sẽ sử dụng public key. Ngược lại nhé, trong trường hợp mà nó sử dụng private key thì nó sẽ chạy E, cái hàm E này sẽ bằng hàm cái hàm đây cô gọi là Y đi, đúng không? Y thì nó sẽ là bằng PUB của X, và bên này sẽ là X sẽ bằng là D PR, à xin lỗi, đây là PR, còn đây là PU, đúng không ạ? Sử dụng cái này để giải mã mà, của X, đúng không? Vậy đây là của Y chứ, đúng không? Vậy thì nó sẽ lấy ra được cái giá trị X này là giá trị bí mật. Và giả sử như kẻ nghe lén ấy, nó có nghe được cái D này, đúng không? Nó có ăn trộm được cái D này thì, và nó cũng biết được về UB, PUB, tức là public key của B, thì nó cũng không có khả năng khôi phục được giá trị mà nó cần. Ví dụ không có khả năng khôi phục được giá trị X này, đúng không ạ? Và đây là cho về bảo mật, về tính bí mật của cái khóa chung này, đúng không? Đây là thuật toán. Còn thứ hai nữa là nó còn có khả năng là xác thực nữa. Trong trường hợp mà cái bên nhận và bên gửi, tức là bên nguồn A và B mà có thể trao đổi với nhau, đúng không? Thì nó có thể kiểm định được là bên B này nó đang có sử dụng cái public key của đúng của bên A để nó giải mã hay không. Hoặc là giả sử như có một cái kẻ mạo danh nào đấy, nó phỏng lại cái giá trị về public key hoặc private key để nó mã hóa và nó gửi cho bên B. Và bên B này nó đang sử dụng một cái public key thật của A. Và nếu như mà cái giá trị này là một cái giá trị giả mạo thì nó cũng có thể phát hiện ra được, và nó tạo ra cái toán tử kiểm định này để nó biết được là đây là bản tin có phải là từ cái lỗ hổng tấn công nào hoặc là từ một cái kẻ giả mạo nào không. Thì đấy chính là những cái nguyên lý, nguyên tắc của public key và gọi là trường hợp sử dụng của nó. Vậy thì có bạn nào có câu hỏi là cái E này, cái D này, G này, E này, D này được tạo ra từ nguyên lý nào không? Nó có thể sử dụng và nó có thể tận dụng được cái Diffie-Hellman ở chỗ nào không? Đã từng nghe đến bao giờ chưa?
Ừ, thế thì trước khi mà để đi đến cái việc là xây dựng GED, xây dựng GED, G là cho cái việc là sinh ra cái cặp khóa này, đúng không? E là thuật toán mã hóa để tạo ra được cái hàm EPU của X. Và D là cái thuật toán giải mã để tạo ra được cái hàm là DPR của Y và sinh ra được cái toán tử kiểm định. Đúng không ạ? Thì điều kiện để cho một cái hệ bảo mật ấy là gì? Là cái lược đồ thì các bạn nhìn thấy rất là quen thuộc rồi đúng không? Trong cái phần về kiểm định cho một cái hệ gọi là một cái hệ bảo mật về mặt ngữ nghĩa ấy, thì bạn nào câu hỏi là đây là gì? Đây là gì? Và ý nghĩa của sơ đồ này là gì? Đang kiểm định cái gì? Bạn nào có thể mô tả được cho cô? Có hiểu câu hỏi của cô không ạ? Cả lớp có hiểu câu hỏi của cô không? Có. Ừ. Cái phần challenger này là cái gì? Là một cái hệ kiểm định đúng không? Cái hệ kiểm định. Và cái hệ kiểm định này nó sẽ có một cái thuật toán sinh ra cái cặp khóa PK và SK. PK và SK. Và đây chính là hệ thống, gọi là hệ thống của kẻ tấn công. Và nó có thể thực hiện được một cái giả thiết là nó có thể thực hiện được các thuật toán hiệu quả. Vậy thì để kiểm định được về cái độ bảo mật của hệ thống này thì bắt buộc là nó sẽ phải gửi PK, tức là public key, cho tất cả các bên, trong đó bao gồm cả bên tấn công, đúng không? Vậy thì bên tấn công nó sẽ tự soạn ra hai bản tin M0 và M1, M0 và M1 với cái độ dài là như nhau. Và cái hệ kiểm định này ấy, nó sẽ sử dụng cái PK này này để nó mã hóa M0 và M1 và nó gửi về cho cái kẻ tấn công này là một giá trị C này bằng EPK MB. MB này thì B này có thể bằng 0 hoặc là bằng 1. Và xác suất mà cái hệ thống của bên tấn công này nó phân biệt được là đây là M0, C của M0 hay là C của M1 mà lớn thì có nghĩa là hệ thống này không bảo mật về mặt ngữ nghĩa. Còn nếu như mà cái xác suất ấy mà nó trả về giá trị là bé, đúng không ạ? Tức là nó không thể phân biệt được trong trường hợp này là m, cái xác suất của đây là trong trường hợp là m bằng 0 hoặc là m bằng 1, m0 hoặc m1, và hai cái phần này mà nó thật sự là rất bé thì hệ thống này nó mới đảm bảo được về mặt ngữ nghĩa. Và trong cái hệ mà nó bao gồm ba cái thuật toán này này và nó được coi là bảo mật về mặt ngữ nghĩa thì nó có một cái từ khóa, đấy chính là indistinguished CPA. Có nghĩa là gì? Là một cái hệ mà chống tấn công được về lựa chọn bản rõ và không thể nhận diện. Không thể nhận diện, tức là gì? Là nó không thể nhận diện được bản rõ nào thuộc cái C này là đang được mã hóa cho cái bản rõ nào, là bản rõ M1 hay là M2 khi mà nó nhận được C. Đúng không ạ? Nó được phép soạn ra tất cả cái giá trị plain text M0 và M1. Nhưng mà khi nó nhận về cái giá trị mã hóa của nó thì nó không phân biệt được là nó đang nhận được giá trị mã hóa của cái plain text nào. Thì cái xác suất mà nó để nó phân biệt được ấy là nó rất thấp, thì hệ thống đấy mới được gọi là bảo mật. Đấy là nguyên tắc để xây dựng G, E và D. Vậy thì G, E và D được xây dựng như thế nào, đúng không? Và dựa trên những cái cấu trúc đại số nào cho cái thuật toán về mã công khai? Thì bây giờ chúng ta sẽ thử đi xem nhé. Vậy các bạn sẽ thấy là thiết lập về thuật toán chia sẻ khóa này. Cái M mà các bạn đưa vào ấy, bây giờ cái giá trị X này, nó sẽ không phải là message nữa, mà nó sẽ là cái khóa chung, đúng không ạ? Và cái khóa chung này được khôi phục bằng cách nào?
đấy là khi mà Alice muốn thỏa thuận khóa chung với Bob thì Alice sẽ sử dụng public key của Bob để mã hóa cái khóa chung và Bob sẽ nhận được C. Và khi mà Bob nhận được C ấy, đúng không ạ? Thì Bob sẽ khôi phục lại được giá trị x bằng cái khóa riêng của Bob. Và cái giá trị x này nó chính là cái khóa. Khi mà hai bên mà khôi phục được giá trị x như nhau ấy thì sẽ sử dụng cái giá trị này để cho phần dùng khóa cho các cái hệ mã đối xứng. Và ví dụ như các bạn sử dụng x này cho hệ mã AS chẳng hạn thì x này nó sẽ có là một giá trị khóa mà có chiều dài là 128 bit. Ví dụ như vậy, và cái message mà để sử dụng cho mã hóa này sẽ là 128 bit. Và thông thường đối với mật mã khối bất đối xứng ấy thì nó sẽ không bao giờ nó mã hóa, không cái khả năng mã hóa của nó để cho các giá trị, nhưng mà một cái x này mà khoảng 1 GB chẳng hạn là nó sẽ không khả thi. Hiệu suất thấp. Đúng không? Nên là nó sẽ không bao giờ nó sử dụng cho mã dữ liệu cả. Nó không bao giờ sử dụng cho mã các cái gói tin hoặc là mã hóa cả một cái ổ đĩa cả, hoặc các folder của trong ổ đĩa. Nên là nó chỉ sử dụng để cho những cái bản tin ngắn thôi, tức là các bản tin ngắn. Đúng không? Thì nó chính là các cái khóa chung. Chia sẻ, đấy là trường hợp sử dụng mà các bạn phân biệt nhé. Người ta sẽ không sử dụng public key để mã hóa dữ liệu. Rồi về phần cấu trúc đại số, tại sao lại cô sẽ phải nhắc lại về phần cấu trúc đại số này? Bởi vì là nó sẽ liên quan đến đến cái phần mà giao thức về trao đổi khóa, không phải chỉ sử dụng học mỗi về phần Diffie-Hellman mà nó sẽ sau này nữa còn rất là nhiều các cái giao thức cao cấp khác nữa. Rồi về chữ ký số, tôi không biết là có kịp thời gian để có thể dạy, và với cái kiến thức mà các bạn nắm được từ trước đến bây giờ mà đang rất là thấp như vậy thì có nên dạy tiếp hay không, cô đang không biết là nên hay không nữa đây. Và về giao thức về public key encryption, các bạn sẽ học về RSA, L-gamma và elliptic curve thì các bạn tự đọc. Đấy, vậy thì bây giờ sẽ nhắc lại một số cái kiến thức mà thực ra kiến thức này các bạn đã học khi mà cô dạy về mã khối rồi, thì cô cũng đã có cái phần để giải thích cho các bạn về các cái cơ sở lý thuyết toán học rồi. Thì bây giờ chỉ nhắc lại để cho các bạn có cơ sở để các bạn xây dựng ra được G, E và D trong thuật toán RSA thôi. Đây là một số ký hiệu. Các bạn thấy ở trong này là N là số nguyên dương, P thì thông thường sẽ là một số nguyên tố. Và nó sẽ ký hiệu một cái trường hữu hạn. Trường hữu hạn là Zn. Này, Zn gồm n phần tử từ 0 cho đến 1 thì nó gọi là một cái trường hữu hạn. Và nó sẽ phải thực hiện được các cái phép toán trong cái trường hữu hạn này bằng cách là thực hiện các cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia, và bị giới hạn bởi giá trị bị chặn này là n, và nó gọi là các phép toán về modulo, cộng modulo, nhân modulo, v.v. Thì cái phần này cô đã dạy cho các bạn trước đấy rồi, các bạn tự tìm hiểu. Ví dụ như là một cái phép toán modulo trong trường n là bằng 12 chẳng hạn, đúng không? Nếu mà phép cộng thông thường ấy thì 9 cộng với 8 này là bằng 17, đúng không? Nhưng mà khi mà nó mod với lại 12 ấy thì nó phải ra 5, và tương tự với là cái phép toán còn lại là như vậy. 12 mod với n là 12, đúng không? Thì nó phải ra 5. Phép nhân cũng như vậy, đúng không? Phép nhân, phép chia cũng như vậy. Và đối với một trường ấy thì nó phải thỏa mãn được tính chất nào, các bạn còn nhớ không? Một trường ấy thì nó sẽ phải có phép toán là gì? Ví dụ như tại sao lại có trường Galois này, đúng không ạ? Rồi trường số nguyên tố này, trường ZP này thì nó mới hình thành một trường. Là trường số nguyên tố để nó thỏa mãn được những tính chất gì, còn nhớ không? Trường đại số ấy. Các bạn có nhóm này, đúng không? Rồi các bạn có gì? Có vành. Có vành này, rồi các bạn có trường này. Như vậy là một trường thì nó sẽ bao gồm được những cái gì? Bao gồm được tất cả các phép toán cộng trừ nhân chia,
đúng không? Các cái phép mà hoán vị, phân phối, kết hợp vân vân. Và ngoài ra là nó sẽ phải có hai cái phần tử. Hai cái phần tử rất quan trọng để hình thành nên trường là gì? Phần tử nghịch đảo ạ. Ừ, phần tử nghịch đảo đối với phép nhân và phần tử nghịch đảo đối với phép gì? Phép cộng, đúng ạ. Rồi, tốt, học toán tốt mà học lý thuyết mật mã thì lại không tốt là sao? Vậy thì để tìm được phần tử nghịch đảo, đúng không? Trong một trường hữu hạn thì nó sẽ liên quan đến bài toán về về cái gì nhỉ? Bài toán về Euclid mở rộng, đúng không? Ai mà còn chưa nhớ về Euclid mở rộng ấy thì mở lại cho cô xem là cái Euclid mở rộng này nó phát biểu về cái gì? Ý nghĩa là gì? Còn ai còn nhớ không? Euclid mở rộng để tìm ra phần tử nghịch đảo trong một trường hữu hạn, đúng không? Và phần tử nghịch đảo trong trường Galois. Tự xem lại lý thuyết nhá, tìm phần tử nghịch đảo trong trường hữu hạn, trường hữu hạn và trong trường Galois. Euclid thì để sử dụng tìm ức số chung lớn nhất, đúng không? Nhưng mà Euclid mở rộng thì để sử dụng để tìm các phần tử nghịch đảo trong một cái trường hữu hạn nào đó. Galois cũng là một trường hữu hạn. Rồi, đây là một số ví dụ thôi, đúng không ạ? Là nếu như mà trong một cái trường, trong một cái trường số nguyên N bất kỳ nó không phải hữu hạn, N tiến đến vô cùng, thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là nghịch đảo nhân của 2 ấy là 1/2, đúng không? Nhưng mà nếu như N là một giá trị hữu hạn, nó là giới hạn, thì nó không thể nào mà là 1/2 được, đúng không? Và nó ký hiệu là Y là nghịch đảo của X, và Y bằng XN trừ 1 khi thỏa mãn được cái tính chất nào? Khi thỏa mãn tính chất là Y, X nhân Y, đúng không? Đồng dư với 1, mod N. Thì Y và X, Y nó sẽ là phần tử nghịch đảo của Y, của X trong cái trường hữu hạn ZN này, đúng không ạ? Và N này thường sẽ là số nguyên tố, sẽ tìm số nguyên tố, bởi vì cái ZN này khi mà N là số nguyên tố thì nó mới hình thành được cái tính chất của trường, đúng không? Nó thỏa mãn được với tính chất của trường. Trường là nó có tồn tại phần tử nghịch đảo. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái tính chất này, một cái định lý nguyên vẹn, nếu là N là số nguyên tố thì tất cả các cái số ở trong cái ZN này luôn là tồn tại nghịch đảo của nó, hay còn gọi là cái phần tử mà có nghịch đảo trong trường hữu hạn thì nó gọi là phần tử khả nghịch. Các bạn nhớ cái từ khóa này, và từ khóa tiếng Anh của nó là modulo inversion, là gì? Là phần tử khả nghịch, phần tử có tồn tại nghịch đảo. Nghịch đảo bởi vì là không phải lúc nào nó cũng tìm ra được Y thỏa mãn tính chất là X nhân Y đồng dư với 1, mod N, có nghĩa là X nhân Y chia cho N thì bằng 1, đúng không ạ? Không phải lúc nào nó cũng số dư ấy, không phải lúc nào nó cũng tồn tại được, đúng không? Vậy thì các phần tử khả nghịch là gì? Là phần tử tồn tại nghịch đảo của nó trong trường hữu hạn. N này là một giá trị hữu hạn. Và có một cái nguyên lý là gì? Là nếu N là một số nguyên tố thì tất cả các cái phần tử nằm ở trong cái ZN này là luôn luôn tồn tại khả nghịch. Ví dụ như là các bạn sẽ nhìn thấy này, là nó ký hiệu một cái ZN sao này này. ZN sao đây là về toán học thôi. Là tập các phần tử có nghịch đảo ở trong ZN, hay còn gọi là các phần tử khả nghịch. Các phần tử khả nghịch. Thì với điều kiện là cái ước số chung lớn nhất của cái bất kỳ một cái phần tử nào đấy nằm ở trong ZN. ZN thì là từ 0 cho đến N trừ 1 mà, đúng không? Thì bất kỳ những cái phần tử nào mà có ước số chung lớn nhất với N, N này là một số nguyên bất kỳ hữu hạn bằng 1, thì phần tử đấy sẽ tồn tại nghịch đảo. Và cho trường hợp là nếu như N là một số nguyên tố, đúng không? Thì nó sẽ là tất cả các phần tử luôn, là chạy từ, và nó phải trừ số 0 ra, thì nó sẽ chạy từ 1 cho đến P trừ 1, đúng không ạ? Vậy các bạn sẽ nhìn thấy này, ví dụ như là Z sao là 12 ấy,
sát sao 12 thì nó không thể nào là 1, 2, 3, 4 cho đến 11 được, đúng không? Mà nó chỉ là những cái số nào mà các phần tử của nó là gì ạ? Là cái NI này, cô gọi là NI 1, 12 là bằng 1 thôi, đúng không? Hoặc là NI này với 12 này có ước số chung lớn nhất là bằng 1. Đúng ạ? Vậy thì các bạn thử tìm cho cô xem nào. Bài tập là thử tìm cho cô Z sao của 28 bằng bao nhiêu? Và Z sao của 1021 là bằng bao nhiêu? Nào, chat đưa lên chat này và được cộng điểm cho buổi hôm nay. Như vậy là muốn tìm được các phần tử nghịch đảo trong Z một trong Z 28 này, tức là tìm ra được Z sao của 28, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ phải tìm được tất cả những cái số nào mà mod với 28 là bằng 1, tức là ước số chung lớn nhất với 28 là bằng 1 là những số nào? Bạn nào đọc được cho cô dãy số chính xác nào? Một ba năm bảy chín mười bao nhiêu, đọc lại đi số nguyên tố là số nguyên tố hết à? Là số nào? Thế còn 1021 thì sao? Cả lớp có đang nghe câu hỏi của cô và có đang làm bài không đấy? Có. Nào, chuỗi của 28 đọc cho cô. Bạn nào đọc được? Muốn tìm được cái này thì đơn giản viết một cái đoạn code rất nhanh để đi tìm for từ 1 cho đến 28, sau đấy là đi tìm GCD của cái NI này với lại 28 bằng 1 thì in nó ra. Nếu mà không tính tay được. Hoặc gọi là cái hàm Euclid để đi check GCD. Đi tìm số nguyên tố, đi tìm GCD lớn nhất là bằng 1. Đúng không ạ? Bạn nào đọc được chính xác cho cô cái dãy ZP Z1 Z sao 28 nào? Thế còn Z sao 1021 thì sao? Có đặc điểm gì ở đây? Z sao 1021 thì sao ạ? Các bạn có phát hiện gì không? Tính nhanh hơn cái Z, tính nhanh hơn cái 28 đây này, ở chỗ nào? Là cái Z sao 1021 thì cái P, các bạn thử check một cái hàm kiểm tra số nguyên tố xem là 1021 này là số nguyên tố. Như vậy là các cái phần tử khả nghịch ở trong cái ZP này này thì nó chính là ZP luôn và trừ đi cái phần tử 0 đi thôi. Đúng không? Thì nó sẽ là từ 1 cho đến 1020. Đúng không ạ? 1, 2 cho đến 1020. Còn cái 28 thì các bạn phải tự chạy thuật toán thôi. Và ở đây cô có đáp án đây. Đúng không? Nó cũng không phải là số nguyên tố hết. 9 này không phải số nguyên tố này. Đúng không ạ? 25 này chia hết cho 5 nó cũng không phải là số nguyên tố. Nhưng nó có ước chung lớn nhất với lại 28 này là bằng 1. Đúng không? Còn đối với lại 1021 thì nó sẽ là từ 1 cho đến 1020. Rồi nhìn thấy cái sự thuận lợi của các
các cái trường hữu hạn nguyên tố chưa? Nhìn thấy một cái sự thuận lợi thứ nhất rồi. Bây giờ nếu như mà muốn tìm khả nghịch, đúng không ạ? Muốn tìm khả nghịch thì các bạn tự đi chạy lại thuật toán Euclid mở rộng để các bạn tìm nghịch đảo của nó. Ví dụ như là các bạn đi tìm nghịch đảo của 15, các bạn tìm hết nhá, bài tập về nhà. Là tìm nghịch đảo, tìm các phần tử nghịch đảo của Z28 và Z1021 bằng thuật toán Euclid mở rộng. Đấy là đang là trong một cái trường hữu hạn mà không phải trường Galois, đúng không ạ? Các phần tử này đang được dưới dạng số. Số này là dưới dạng số thập phân, còn trường Galois các bạn sẽ phải biểu diễn dưới dạng đa thức, nó còn khó hơn, đúng không? Dưới bằng thuật toán Euclid mở rộng, extended Euclid, cô viết tắt Euclid mở rộng, được chưa ạ? Thôi buổi hôm nay kết thúc ở đây, và buổi sau cô sẽ dạy tiếp phần còn lại là lý do vì sao mà người ta hay làm việc với lại các trường hữu hạn, trường xung nguyên tố. Thứ nhất. Thứ hai nữa là liệu có cái thuật toán nào có thể thay thế được cái thuật toán Euclid mở rộng này để cho cái phần tìm cái phần tử nghịch đảo nó dễ dàng hơn không? Thì buổi sau chúng ta sẽ học tiếp. Và tại sao phần tử nghịch đảo nó lại quan trọng như vậy? Quan trọng như vậy bởi vì là cái cặp PK và SK, PU và PK và SK, hay còn gọi là PU và PR này, nó sẽ phải là một cặp khóa đối ngẫu. Một cặp khóa đối ngẫu. Và cái cặp khóa đối ngẫu này được xem là như thế nào? Nó chính là hai là cái phần tử sinh ra hai cái cặp khóa này, nó sẽ phải là một phần tử khả nghịch. Phần tử khả nghịch tức là nó tồn tại nghịch đảo với nhau, tồn tại phần tử nghịch đảo của nó. Vậy thì nghịch đảo ở đâu? Thì chúng ta sẽ học tiếp ở buổi sau để xây dựng nên thuật toán RSA. Và bài tập về nhà của các bạn là tự chạy cho cô toàn bộ cái thuật toán Euclid mở rộng để tìm được tất cả các phần tử nghịch đảo của hai cái trường số này. Được chưa ạ? Rồi, các bạn có câu hỏi gì không ở cái buổi học này? Ừ, Vũ Danh Huy tìm ra được chuỗi đúng đây này. Chạy bằng cái gì đây em? Chạy bằng cơm hay là chạy bằng máy? Em tôi cô là thiếu 11 đó, em chạy bằng cơm. Chạy bằng cơm là tự tính tay hả? Vâng. Tự tính tay và tính nhanh được thế này là giỏi đấy. Rồi ok. Buổi sau chúng ta sẽ học tiếp nhá. Nếu các bạn không có câu hỏi gì thì cô sẽ end meeting ở đây. Chào các bạn nhá. Em chào cô ạ.